Quark 1069b là cái tên đang gây chú ý trong giới khoa học vũ trụ, bởi nó cách chúng ta không quá xa và chứa đựng tiềm năng cho sự sống. Cụ thể ra sao? Còn có những hành tinh nào mà con người có thể chinh phục trong tương lai? Với các phi hành gia, những bộ đồ vũ trụ kháng khuẩn này hứa hẹn sẽ giúp họ có thể bỏ qua vấn đề giặc giũ phiền toái. Bí quyết nằm ở đâu? Khám phá hành tinh sói. Một hành tinh hao hao giống trái đất và có tiềm năng cung cấp sự sống, hiện cách chúng ta không quá xa. Nhưng chú ý, không xa ở đây là xét trên quy mô vũ trụ. Chứ trên thực tế, hành tinh có cái tên độc đáo sói 1069b vẫn cách nhân loại 31 năm ánh sáng. Trong vũ trụ, khoảng cách này cũng tương tự việc ra tiệm tạp hóa ở đầu hẻm để mua hộp sữa. Theo CNN và Daily Mail, hành tinh sói 1069b có nhiều đặc điểm khiến khoa học đưa nó vào tầm ngắm, tìm tòi nghiên cứu cách biến nơi này trở thành ngôi nhà chung của con người trong tương lai. Hành tinh được đặt tên theo một ngôi sao lùn đỏ mà nó vây quanh, sói 1069. Đến nay, sói 1069b là một trong 6 hành tinh gần trái đất và có môi trường tiềm năng cho sự sống. Nó được phát hiện nhờ các thợ săn ngoại hành tinh. Họ quan sát và tìm kiếm những hành tinh quay quanh những ngôi sao nằm bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Nếu khoa học đủ tiên tiến, bạn có thể bước lên phi thuyền ở tuổi 20 và đến với hành tinh sói 1069b vào lúc ngoài 50 tuổi. Thời gian này thật lâu nhưng chưa quá một đời người. Ở quy mô vũ trụ thì hành tinh sói cách trái đất chỉ một bước chân. Các nhà khoa học tin rằng hành tinh này nằm trong khu vực có thể sinh sống trong hệ mặt trời của nó. Đây được định nghĩa là một khu vực dễ chịu trong quỹ đạo của mặt trời mà nước có thể tồn tại ở thể lỏng. Ở quá xa mặt trời, nước sẽ đóng băng. Còn ở quá gần thì bạn đoán xem, nước sẽ bị sôi lên và bốc hơi. Trái đất rõ ràng nằm trong khu vực phù hợp trong hệ mặt trời của chúng ta để nước tồn tại ở dạng lỏng. Khoa học tin rằng còn có những hành tinh tương tự và họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ví dụ, có nhiều bằng chứng cho thấy một đại dương đang nằm ẩn sâu bên dưới lớp băng dày của mặt trăng Europa của sao Mộc. Do sự sống có thể tồn tại trên trái đất ở điều kiện tương tự, nên có khả năng sự sống sẽ sinh sôi trên Europa. Tuy nhiên, đó là môi trường sống của các sinh vật biển sâu. Hiện, có người vẫn chưa tìm được cách sinh sống dưới đáy biển. Trở lại hành tinh sói 1069b, nó nằm ở rất gần với mặt trời của mình, gần hơn nhiều so với trái đất và mặt trời của hành tinh xanh. Sói 1069b chỉ mất 15 ngày để quay một vòng xung quanh mặt trời của nó, trong khi trái đất tốn khoảng 365 ngày để quay hết một vòng quanh mặt trời của chúng ta. Hành tinh sói được phát hiện trong lúc các nhà khoa học tiến hành một nghiên cứu lâu dài với mục đích tìm kiếm những ngoại hành tinh trong vũ trụ bao la. Các nhà khoa học Phần Lan hy vọng có thể kiến tạo sự sống trên Ceres. Hiện nay, khoa học tiếp tục tìm kiếm môi trường sống bên ngoài trái đất mà con người hy vọng có thể chinh phục vào một ngày nào đó trong tương lai. Trang Unilad vào cuối năm ngoái cho biết, một nhóm các nhà nghiên cứu Phần Lan đang đề xuất cách xây dựng một môi trường sống vĩnh cửu cho con người trên không gian sống như phim Interstellar. Theo nghiên cứu công bố trên trang web Archive, ý tưởng là thuộc địa hóa vùng đất đầu tiên của hành tinh Ceres. Ceres là hành tinh lùn duy nhất nằm bên trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Mộc và sao Hỏa. Và nhóm nghiên cứu ở châu Âu dự đoán rằng Ceres có lẽ còn tốt hơn trái đất. Ceres lần đầu tiên được linh mục người Ý Giuseppe Biasi phát hiện từ tận năm 1801. Khoa học đánh giá, hành tinh này chứa khí nitơ và có bầu khí quyển tương tự như trái đất. Hơn nữa, khoa học còn cảm thấy bất ngờ khi phát hiện Ceres dường như không có thời tiết bất lợi hay thiên tai. Có vẻ trên hành tinh này từng có một đại dương. Nhóm nghiên cứu ở Phần Lan nói thêm, nhiều nơi trong không gian có thể được chinh phục trong tương lai. Nhưng chúng ta cần rất nhiều công cụ, bao gồm khả năng tạo ra lực hấp dẫn nhân tạo. Nghiên cứu nói thêm, môi trường sống ở Ceres có thể được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời tập trung, được tạo ra bởi gương phẳng và gương parabol. Các nhà khoa học cũng tin rằng họ có thể tìm cách chống lại bức xạ không gian và mối đe dọa do thiên thạch va chạm với Ceres thông qua lắp đặt những chiếc gương hình trụ khổng lồ có thể thu ánh sáng mặt trời và truyền nó đến hành tinh, đồng thời ngăn chặn các thiên thạch. Bản nghiên cứu tiếp tục nói rằng sứ mệnh chinh phục Ceres cũng sẽ mở đường để khai nguồn sự sống trên các hành tinh khác. Họ viết, động lực chính là thuộc địa hóa một khu định cư với trọng lực nhân tạo cho phép phát triển nơi sinh sống ở bên ngoài trái đất. Vào năm 2015, tàu thăm dò không gian có tên Bình Minh của NASA đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đến thăm hành tinh lùn Ceres. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng có thể có một đại dương nước bên dưới bề mặt Ceres, thứ mà gần như không tồn tại trên các hành tinh khác. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng Ceres là một thế giới của đại dương, cũng như một số mặt trăng của sao Thổ và sao Mộc. Trích lời bà Maria Cristina De Santis ở Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý nói với hãng tin AFP. Dù NASA tuyên bố không có dấu hiệu của sự sống trên hành tinh Ceres ngày nay, có thể là sự sống đã từng tồn tại trong quá khứ. Trong web của NASA viết, nếu có bất cứ thứ gì sống được trên Ceres, đó có thể là những vi khuẩn rất nhỏ. Dù Ceres chẳng có sinh vật nào sống ở hiện tại, không loại trừ khả năng đã từng có sự sống trong quá khứ.
tỷ phú Elon Musk vẫn đang chi tiền khủng cho giấc mơ thuộc địa hóa sao Hỏa. Nhưng các nhà khoa học nghĩ rằng Ceres cũng là một mục tiêu đáng để thử trên hành trình tìm kiếm môi trường sống bên ngoài trái đất. Vấn đề giặt giũ thật phiền toái với nhiều người, thậm chí nó có thể trở thành cơn ác mộng với các phiền gia. Chẳng hạn như làm thế nào để giặt giũ trên mặt trăng. Đó sẽ là câu chuyện trong chuyên mục Nhật ký phiền gia hôm nay. Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA cho biết, trong giai đoạn tiếp theo của các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng, các phi hành gia sẽ mặc trang phục du hành vũ trụ được nâng cấp mạnh mẽ. Công nghệ dệt may đã phát triển khá nhiều kể từ sau chủ sứ mệnh Apollo mang tính biểu tượng trong thập niên 60 và 70. Ngoài việc chống chọi với môi trường ngoài trái đất có đặc điểm là độ chân không cao, bức xạ, nhiệt độ khắc nghiệt và đầy bụi không gian, thì các bộ đồ du hành vũ trụ còn đối mặt với một hiểm họa xưa như trái đất, đó chính là vi trùng. Khi khoa học chuẩn bị đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên sau hơn 50 năm, cơ quan ESA đang tiến hành một dự án có tên là Festest nhằm đánh giá các vật liệu phù hợp để thiết kế đồ du hành vũ trụ trong tương lai. Diễn đàn vũ trụ Áo OWF đang dẫn đầu một dự án có tên là Batteramic, cố gắng tìm cách hạn chế sự phát triển của vi sinh vật ở lớp lót bên trong bộ đồ. Hãy nghĩ về việc giữ sạch đồ lót của bạn. Việc này chỉ dễ dàng nhờ vào chất tẩy rửa, máy giặt và máy sấy trên trái đất. Kỹ sư quy trình và vật liệu của ESA, Komangozata Holiska cho biết, cô nói thêm, nhưng ở các môi trường trên mặt trăng hoặc xa hơn, việc phi hành gia giặt đồ lót là chuyện không thực tế. Ngoài ra, đồ du hành vũ trụ hầu như sẽ được nhiều phi hành gia dùng chung và được cất giữ trong thời gian dài giữa các lần sử dụng. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi. Từ thực trạng này, chúng tôi cần tìm các giải pháp thay thế để tránh sự phát triển của vi sinh vật, cô Holiska nói. Các nhà nghiên cứu đã phải bỏ qua các vật liệu kháng khuẩn truyền thống như đồng và bạc vì chúng có khả năng bị xỉn màu theo thời gian, chưa kể đến nguy cơ mất an toàn. Sau đó, nhóm nghiên cứu chuyển sang loại vật liệu gọi là các chất chuyển hóa thứ cấp. Đây là những hợp chất hữu cơ được tạo ra bởi thực vật, nấm và vi sinh vật, nhưng chúng không tham gia trực tiếp vào quá trình cơ bản cho sự tăng trưởng, phát triển và sinh sản của tế bào. Các chức năng của chúng liên quan đến việc bảo vệ khỏi mầm bệnh và các sinh vật khác, đó là những gì mang lại cho chúng khả năng chống lại vi khuẩn gây hại. Việc nghiên cứu đang tiếp tục, hy vọng các phi hành gia sẽ sớm có những bộ đồ du hành vũ trụ an toàn hơn và sạch bóng vi khuẩn trong tương lai. Và đó cũng là câu chuyện cuối cùng mà chúng tôi muốn kể với các bạn trong khóa học vũ trụ hôm nay. Chào tạm biệt và hãy nhớ đón xem chương trình lúc 10 giờ sáng hàng ngày nhé.